Xin kính chào tất cả quý cô chú chị và các bạn trên cả nước ha. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 Tết âm lịch các cô chú anh chị. Cái đường hoa, chỗ điểm bán hoa mà bên Ninh Phú cô chú anh chị nha. Vừa ở cầu Quang Trung, quẹo tay trái nha cô chú anh chị. Phía trước mình là cái bên kia hướng lên chiều đổ qua Quang Trung cô chú anh chị. Này có Tô Châu nè ha, chợ cái bên bệnh viện đô cũ cho cô chú anh chị. Đường này gọi là đường Lý Thái Tổ ha. Có một cái điểm bán mai của anh Thanh Hồng ở đây là lô mai viết nha quý cô chú anh chị. Cây này là cây đại lộc thì phải cô chú ha, mấy cây bonsai để đẹp nha cô chú anh chị nha. Đây có cả bông nhãn thọ luôn nha cô chú anh chị. Rồi có khế dáng bay nữa nè ha. Đặc biệt là hai cây mai quyết luôn nè cô chú anh chị. Rồi em xin phép tôi clip luôn nha cô chú anh chị ha, nhờ anh Hồng giới thiệu giùm em nha. Dạ em chào anh Thanh Hồng ơi. Rồi chào anh. Dạ hôm nay galo ở đường Hưng Phú anh ha. Dạ rồi em thấy nhiều cây mai đẹp quá, anh giới thiệu cho em một số cây về giá thì cây xù rồi ha. Này có mấy cây này anh giới thiệu giùm em đi. Ví dụ như cây xù này thì giá cũng tương đối à, anh em dễ chơi. Nếu cây này thì hiện giờ là mình đang kêu là 50 triệu. 50 triệu một cây mai xù. Một cây mai xù. Còn cái mai đàn thông này hiện giờ mình đã kêu là 45. Dạ. Rồi khoan để em quay cây mai xù cái nha. Rồi. Đây một cái mai xù này đế đẹp nha cô chú anh chị. Còn dưới nha, mai xù mà đế quýt nha cô chú anh chị. Rồi. Để mình tranh thủ mình đi vô nha cô chú anh chị. Cái mai dương mai zin luôn á anh, hay là mai zin, mai zin. Mai zin mà. Mai bông đẹp luôn á. Đủ tròn vo luôn nha cô chú anh chị. Đó. Mai tàn nha cô chú anh chị. Cái này về là mình chơi Tết ngon lành luôn rồi đó. Nụ tròn vo dễ thương luôn. Nụ điều tàn luôn nha cô chú. Đây cái nước xù của nó là nha cô chú anh chị. Rồi, xù nó nở như một cái bình bông luôn nha cô chú. Cái này 50 triệu phải không anh Thanh Hồng? Anh ơi, cái này ơi. Cái này 50 triệu phải không? 50 triệu. 50 triệu. À, xù bít mình luôn hả anh? Xù lên tới ngọn luôn đó. À, dạ đúng rồi. Xù đó mình xù lên tới đọt luôn thấy không? Dạ thấy. Rồi, xù chảy nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Cái này nó nở như một cái bình nha cô chú anh chị ha. Đây xù chảy nha cô chú. Cái này cây lớn, cái này cao nhiêu ngang nhiêu anh ha? Cái này cỡ sải tay mình không biết, không có đo, nó cũng không gành nữa. À vậy là ngang cỡ 1m6 ha. Ờ. Nó cao hơn cái đầu mình đó. Cái này cây này mình tính trung bình cỡ 2 mét đi, 2 mét đi. Mét đi ha. Ừ, hơn 2 mét. Dạ. Rồi bên đây có một cây mai tàn đẹp nữa nha cô chú anh chị. Cái này nhiêu nha anh? Cây 45. 45 triệu nha cô chú anh chị. Cái này bộ đế súp bu bíp luôn. Đế thì khỏi chê. Đế cực đỉnh luôn nha cô chú. Cái này hoành cũng lớn nha cô chú chị. Hoành này có 40 ha anh ha. Ừ chắc cỡ đó. Cây đang lên bông nha cô chú anh chị nha. Chi nhạo luôn ha. À.
Cái này tàn xương đẹp chứ cô chú anh chị, ở ngoài nó rất là đẹp. Rồi để mình ra ngoài mình giới thiệu thêm một số cây giá rẻ luôn cho cô chú anh chị nha. Cây tàn thông mini là ở ngoài là cây giảo ha. Cây mà cây đó là hai tàn thông hả? Mấy cây nhỏ nhỏ mà này là cây này giảo. Cây giảo ha. Cái này là giảo gì anh? Giảo Thủ Đức hay là giảo? Cái này giảo của mình Bến Tre đó, mình không biết kêu bằng gì nữa. À dạ. Chắc Thủ Đức của anh ơi, hình như Bến Tre cũng Thủ Đức á. Mình cũng không rành. Cây này nhiêu cây anh? 3 triệu một cây. 3 triệu một cây nha cô chú anh chị. Cây nhỏ không? Ừ, nó cũng giá gì đó. Mấy cây nhỏ nhỏ này là 3 triệu. 3 triệu. 3 triệu cho cô chú anh chị. Đang bung nụ ha. Tàn thì xương đều nha cô chú anh chị. Cái này thường chậu rễ dữ lắm, rễ luôn nha cô chú anh chị. Cây thường chậu ở đây 2 năm rồi đó. Cái thường chậu này nha. Thường chậu tại đây luôn á ha. Ừ. Tại Cần Thơ 2 năm luôn. 3 triệu một cây thôi nha cô chú anh chị, mà tàn rất là đẹp nha. Rồi giao luôn chậu luôn ha anh Thanh Hồng. Giao luôn. Dạ giao luôn chậu ha. Cây cao khoảng 1m3 nha cô chú anh chị. Cây cao khoảng 1m3. Bên này dãy bên này luôn là nhiêu anh? Bên đây luôn. Bên này của mình hết á. Nguyên khu này của mình. 3 triệu luôn á phải không? Nguyên khu này của mình. Có nghĩa là em ý em hỏi là mấy cây nhỏ này cũng 3 triệu luôn hả? 3 triệu nha cô chú anh chị. Mà giảo nha cô chú anh chị, thường chậu tại Cần Thơ 2 năm rồi ha. Mà cái dàn đế nó rễ dữ lắm, rễ này nha cô chú anh chị. Nhưng cây này đế đẹp mà 3 triệu thôi. Phải không anh? Wow. Cây này 3 triệu mà đế đẹp nha cô chú anh chị. Hoành này cỡ 23-24 cỡ đó không anh? Cỡ đó à. Nụ thì dữ lắm nụ nha cô chú anh chị. Này chắc chở Thu Đức rồi đó. Tàn thông hết nha cô chú anh chị. Này cây nào cũng đế nùi nùi luôn nha cô chú anh chị nha. Mai giảo nha cô chú anh chị. Cây trong đó 3 triệu rưỡi nha đệ. Cây này 3 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Hai cây này luôn hả anh? 4 cây trong đó là 3 triệu rưỡi. 4 cây này luôn nha cô chú anh chị, là 3 triệu rưỡi mà nụ tròn nha cô chú anh chị. Nụ dữ lắm nụ ha. Nụ này chuẩn bị buông vỏ chấu nha cô chú. Một cây như vậy là cao có 2 mét nha cô chú anh chị. Nè. 3 triệu rưỡi nha cô chú. Rồi bây giờ mình ra cây quýt ha. Bông dạng thọ nhiêu cặp anh? Thọ thì 80 cặp. Dạ 80 cặp luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi quá rẻ luôn. Đó, còn có 2 cây mai quýt nha cô chú anh chị. 2 cây mai cực đỉnh luôn ha. Cây mai zin nha cô chú. 8 cánh. Dạ bông 8 cánh mà đế là cây này mẫu tử rất là đẹp luôn nè. Cặp bay quá đẹp luôn. Cái này em đang quay là cái này nhiêu nha anh? Dạ 49. 49 triệu nha cô chú anh chị. Cái này là cây zin nha cô chú anh chị. Chi nhạo luôn ha. Tàn này tàn thông hay là dán bay ha anh? Cây này dán bay phải không? Dán mình kêu cũng như dán siêu á. Dán siêu ha. Dán siêu hồi phải không? Nó hơi lượn lại ha. Bay thì mình kêu không đúng. Chưa tới bay. Chưa tới bay. Cây bên kia mới bay phải không? Ừ. Cái này khó quay kỹ nha cô chú anh chị. Thích cây này thì liên hệ với anh Thanh Hồng nha. Cho em số điện thoại lại nha anh. 0907 336947. Dạ. Rồi bên đây cây nữa nè cô chú anh chị. Vàng đế cây nào cái nấy. Cực khủng luôn nha cô chú anh chị. Cây mai zin nha cô chú nha. Cây này có xù nha cô chú anh chị. Đang xù ở dưới, đang xù rồi. Cây này đang xù ha.
tàng này của chú nha. Đó, một cây dáng bay nha. Còn cây trong kia nữa mà mình quay không được cho cô chú anh chị. Nó có nghe em cứ đại vô được. Cái này là nhiêu anh? Cây đó giá 45, cây dảo thơm. 45 à, dảo thơm zin luôn nha cô chú anh chị nha. Cây này khó tìm dữ nha. Đây là cây dảo thơm nha cô chú. Đế nè, đế nở luôn nha cô chú anh chị. Quay không có được kỹ lắm ha, em review để cho cô chú chị biết ở đây có một cái điểm mà bán mai VIP nha cô chú anh chị. Mình về mình mua mình để dành mình chăm sóc mình chơi ha, trong căn nhà của mình, những căn nhà lớn lớn biệt thự rồi đó cô chú anh chị, để trong sân mình một cây ha. Còn dạng thỏ thì một cặp là 80. Nhân dịp tết tới xuân về, kênh cũng chia sẻ cô chú anh chị một cái điểm bán thôi ha. Dạ, em cũng xin chúc anh bán đắt nha. Rồi. Dạ, ăn Tết gia đình vui vẻ luôn ha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, dạ, sự như ý luôn, năm Tân Sửu nha anh Thanh Hồng nha. Dạ, rồi. Em xin cảm ơn cô chú anh chị luôn ha. Em cũng xin kết thúc video luôn nha cô chú anh chị. Rồi em cho cô chú coi sơ quệ mốc dạng thọ của mình nha. Mốc dạng thọ này là 80k một chậu nha cô chú, một cặp nha cô chú anh chị nha. Một cây như gì nữa, nó rất là nhiều bông luôn nè cô chú. Nó có nhiều màu luôn nha cô chú chị. Màu vàng đậm luôn ha. Rồi em xin kết thúc video luôn nha cô chú nha.